Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau bầu cử, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang thành phố Đông Hà đang tích cực thực hiện nhiều chương trình cụ thể, nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần đảm bảo thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xác định bảo vệ an toàn cuộc bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của lực lượng công an. Với vai trò nòng cốt, từ tháng 2, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch công tác công an đảm bảo an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử. Chỉ đạo các đơn vị công an cơ sở nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất. Trong đó, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương liên quan đến bầu cử để tổ chức thực hiện. Tập trung chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, loại trừ các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các hoạt động lợi dụng cuộc bầu cử để tác động chuyển hóa nội bộ, tác động ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử. Tập trung thống nhất và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong chỉ đạo, chỉ huy. Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các đội nghiệp vụ với công an các phường, giữa công an thành phố với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, công an các huyện, thị xã trong tỉnh. Bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cử tri tham gia bầu cử và các địa điểm diễn ra bầu cử theo đúng chương trình, kế hoạch của Hội đồng bầu cử các cấp và đúng quy định của pháp luật. Tuyệt đối không để xảy ra đột xuất bất ngờ về an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến các hoạt động của cuộc bầu cử. Thì trong thời gian tới, lực lượng công an thành phố sẽ tập trung phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, tăng cường bám sát cơ sở, phân công cán bộ chiến sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở, bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa điểm niêm yết danh sách người ứng cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu, đảm bảo cho quá trình bầu cử diễn ra dân chủ đúng quy định pháp luật. Đồng thời cũng tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử để mọi người dân nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân và đảm bảo cho người dân đi bầu cử đầy đủ, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật và bình đẳng. Công an Đông Hà cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, xây dựng kế hoạch phân công, bố trí lực lượng theo các tuyến, địa bàn trọng điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, bảo đảm an toàn tại các địa điểm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và bầu cử. Theo báo cáo của Công an thành phố, từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 26 tháng 4, lực lượng công an phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức 300 ca tuần tra kiểm soát mật phục vào ban đêm và gọi hỏi răn đe 78 đối tượng nổi trên địa bàn. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ các hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, lực lượng công an đã điều tra khám phá 16 trên 16 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ hành vi của 41 đối tượng. Ngoài ra, phát hiện 26 vụ với 62 đối tượng vi phạm hành vi trên lĩnh vực trật tự xã hội, phạt tiền gần 35 triệu đồng. Đồng thời, triển khai quân số xuống các địa bàn thực hiện tốt công tác, nắm tình hình, dự báo tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp có liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở như tranh chấp đất đai, khiếu kiện liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, giải tỏa các công trình, v.v. Với mục đích và yêu cầu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu là Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công an phường Đông Lương chúng tôi tập trung vào công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các đối tượng bất mãn chính trị, các đối tượng phản động mới và các thân phận đang ra sức chống phá cuộc bầu cử, tuyên truyền luật bầu cử rộng rãi đến nhân dân và các quy định pháp luật khác liên quan đến bầu cử trên không gian mạng xã hội. Đối với trong công tác trật tự xã hội thì tập trung vào cái khâu nắm hộ, nắm người và vận động quần chúng nhân dân là giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, kết hợp với là cơ quan chức năng là chúng tôi tập trung vào là đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên trong thời gian vừa qua.
Cùng với lực lượng công an, để đảm bảo an toàn trước, trong và sau quá trình bầu cử, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát động đợt thi đua cao điểm, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, phấn đấu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao với chỉ tiêu 100% cơ quan đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về cuộc bầu cử, duy trì nghiêm túc, chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, phối hợp với công an và các lực lượng chức năng khác thống nhất triển khai xây dựng kế hoạch, đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, nhất là những đơn vị đứng chân trên địa bàn có tổ chức các đơn vị bầu cử tích cực phối hợp với các phường để bảo đảm an toàn, an ninh trong quá trình diễn ra bầu cử. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chiến sĩ mới về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử. Đến thời điểm này, cơ bản hầu hết các chiến sĩ đã nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau khi được Ban Chỉ huy Quân sự phường điều động và quán triệt một số nội dung về công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021-2026 là một lực lượng dân quân cơ động, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương. Chính vì vậy, trong thời gian diễn ra bầu cử, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban Chỉ huy Quân sự phường giao phó để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Song thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đông Hà về việc trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chỉ huy Quân sự phường xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, ủy ban nhân điều động lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng thời phối hợp với công an tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt là tổ chức sử dụng lực lượng dân quân trinh sát trực 24/24 các khu vực dễ xảy ra điểm nóng và báo cáo 15 phút trên một lần. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 sắp tới, là sự kiện chính trị lớn có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. Đến thời điểm hiện nay, lực lượng vũ trang thành phố đã triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án đã xây dựng trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội toàn dân. Theo đó, Đông Hà có 11 đơn vị bầu cử, 67 khu vực bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có 63 khu vực bỏ phiếu tại khu dân cư và 4 khu vực tại đơn vị lực lượng vũ trang. Để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các điểm này, cùng với lực lượng công an, lực lượng quân sự cũng xây dựng và triển khai phương án cụ thể để đảm bảo thành công cuộc bầu cử diễn ra trong ngày 23 tháng 5 tới. Còn đối với ngày 23, trước ngày diễn ra bầu cử, thì các lực lượng sẽ được triển khai về các mục tiêu nằm ở các vị trí để nắm chắc tình hình và sẵn sàng bảo vệ thành công ngày bầu cử ngày 23 tháng 5. Đồng thời, tiếp tục cùng với các lực lượng khác, ngoài nhiệm vụ bảo vệ bầu cử, thì các lực lượng cũng phải tham gia bầu cử theo chức năng của một cử tri. Đây là một nội dung hết sức quan trọng cho các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày bầu cử. Với tinh thần đó, chúng tôi xác định là lực lượng nòng cốt cùng với công an bảo vệ thành công cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 21-26. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021 sau sự thành công của Đại hội Đảng các cấp. Với quyết tâm cao, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố xác định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần này. Với sự thống nhất trong chỉ đạo, sự ra quân đồng bộ, quyết liệt của lực lượng vũ trang thành phố Đông Hà trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra thuận lợi, an toàn.